để nhân giống cái rêu này thì mình cần có đá để nuôi lửa này, giá thể này, đá trắng hoặc là gỗ cũng được. Năm thì sau này nó sẽ ngóc lên thôi, nó sẽ ngóc lên thôi. Đó, cái này sẽ là cái con xin cái con này mình xử hết. Thank you.